độ dài hoặc là con có những cái con nói luôn, con bảo là đấy là làm ngoài giờ tăng cái áp lực cái để mà có gì phải trả tiền làm việc ngoài giờ cho con, không nó biến thể đi, không sẵn sàng hỗ trợ làm những người như thế, còn gọi là đột thể tinh thể, còn gọi là cuồng khô, có khi trường hợp đầu tăng áp lực nội nhạy thì cảm giác mình làm không thoải mái ạ. Còn riêng việc nhưng mà vì là dính vào Covid thì xin việc nó sẽ khó hơn. Thế bảo là nếu trong trường hợp thế thì đến lúc gia hạn thì có thể là ok, mình theo chính sách mình đồng ý gia hạn với cái mức giảm 35%, nhưng mà tại bất kỳ thời điểm nào mà con tìm được việc khác tốt hơn hoặc là chỗ khác nó có thể chế độ nó không tốt hơn nhưng mà nó làm cho tâm lý con thoải mái hơn thì con cũng sẽ nghỉ, con chuyển chỗ khác. Với lại riêng việc là chỗ khác thì với cái mức lương thấp hơn ấy, thì yêu cầu công việc nó thấp hơn rất là nhiều, thì làm nó nhàn hơn đấy ạ. Làm nhàn hơn thì con có thời gian để con trau dồi kiến thức, con lại nhảy tiếp chỗ khác, hoặc là con trau dồi kiến thức để con nâng giá trị bản thân lên, chứ không phải là mình chấp nhận hạ giá bản thân đấy để mà rồi mình không còn thời gian để làm cái gì nữa cả, và tâm lý mình không thoải mái thì thôi. Sống ở đâu đấy thì chờ lao động nó khó hơn thì mình chờ, chờ bao giờ mình tôi đang bán sức lao động. Tôi thấy trong toa thuốc bác sĩ có cho tôi thêm sau này để uống mỗi ngày. Không, vậy còn tôi có nhiều người chung không? Vì hiện tại mắt tôi vẫn còn sức rõ. Tôi thấy đó nhỉ. Họ nhìn quá nhiều. Vâng, quá nhiều trách nhiệm. Không, không mong muốn giàu. Thì lý do là như thế này là trước đây nếu người ta điều trị mà thuốc bác sĩ tổng hợp cùng nhân cao huyết áp là sao? Lo nhất là tình trạng sơ giữa mạch máu mà cái sơ giữa mạch máu ở cái mạch máu có thể nói được là nhỏ nhất trong cơ thể là mà mình không thấy được cái mà cái mạch máu trên đây mạch cái mạch máu là thấy nó sơ giữa thì có nghĩa là cái nguy cơ là cái mạch máu khác sẽ bị sơ giữa, cho tình trạng sơ giữa mạch máu có thể làm cho thoái quá dũng mạch thì chốc dũng mạch khiến bệnh nhân thấy mờ mắt. Thì sau này thì cao huyết áp sẽ phải can thiệp thật sớm là đồng thời để bảo vệ mạch. Nhưng mà thì trong bệnh cao huyết áp thì cách mấy cơ thể chúng ta đang đúng thì vô trong máu nhanh là tốt thương là cái chất tốc do hay cái oxy hóa và cái chất này nó sẽ làm hư ra mạch máu và lỡ mắt, tức là cái thầy thuốc mình thấy cái nguy cơ sau khi khám đáy mắt thì là hoàn toàn chính xác, và đó là một trường hợp ý mà tôi cho là khéo léo những thầy thuốc đang điều trị bệnh nội khoa gồm của chúng tôi đã cố gắng dành sự tích cóp rất là bác sĩ Lê Đại Hoàng đã dành cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Thôi quý vị khán giả thân mến, đến đây thì thời lượng hôm nay bệnh người cứ hão huyền đâu đâu chưa gì bây giờ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Nên việc lấy một nhà nào, một nhà mọi người mua xe ô tô là cũng cứ nghĩ việc là nhà mình sau này sắp tới là cứ mua xe ô tô, mua tích cóp mua nhà. Chứ bảo là hãy đặt ra kế hoạch cho được kế hoạch bảo vệ từ bên trong. Chứ hãy là kế hoạch sinh con. Thì việc sinh con cái đó, những cái kia từ từ sau này có tiền mua được. Sinh con mà để muộn thì không đẻ được đâu. Vì có những bây giờ tỷ lệ mắc sinh cao ấy bố. Sinh con thì phải có tiền để mà nuôi. Thứ nhất là có tiền để mà sinh. Thứ hai là có tiền để mà nuôi. Nên là từng kế hoạch một. Sinh con xong có thể là tiền đấy là cái ô tô. Bởi vì là nó chở gia đình. Thế nên cứ lần lượt. Không, Vinh không phải chỉ ước mơ hão huyền đâu mà là còn cứ nghĩ việc là vay tiền đấy ạ. Để mà mua ấy, nó bảo là đừng nghĩ đến cái việc đó như thế. Vay. Đợt trước còn định là muốn là mua nhà luôn đấy ạ. Xong rồi vay đến 80%. Con bảo là anh vay 80% xong anh tính mỗi tháng thu nhập của hai vợ chồng bây giờ có 25 triệu một tháng. Mà anh bảo là anh trả 15 triệu riêng cho tiền trả nhà. Chưa tính tiền xăng xe, tiền phí dịch vụ điện nước ăn uống. Dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ban chỉ đạo Trung ương mấy nhà mà tham nhũng để mà 15 triệu một tháng ấy thì cũng toàn những nhà xa chứ. Đi xong rồi lại mệt mỏi, vất vả, stress, cãi nhau ấy ạ. Thủ tướng mấy không nghĩ cảnh là khi mà có cái áp lực quá lớn như thế. Thứ nhất là anh vay ngân hàng của anh thì không thể nghỉ việc nổi đấy. Người ta sẽ nắm được ngay tình hình tài chính của anh. Người ta sẽ ghi anh để không cho anh lên được. Rồi anh nghỉ, không nghỉ được. Anh buộc phải làm ở đấy. Thế còn nếu trong anh có cơ hội offer chỗ khác thì anh vẫn đang mang một khoản nợ bên kia. Xong rồi anh áp lực công việc, anh áp lực nhiều thứ thì anh cũng sẽ không thể nào mà làm nó hết mình được. Không thể nào làm hết sức được vì nó còn đang bị stress quá ấy bố. Tự nhiên vợ chồng về lại cãi nhau. Kiểu như vậy ạ.
không nghĩ là thuê nhà là đúng đấy. Thuê đã đâu thì thuê mới đã. Chưa có kinh nghiệm. Hồi đầu ngoài họ cũng hay thuê. Hồi đầu không hiểu, bọn con nhìn xem những cái nhà mẫu nhà kia, hay là cứ xem cho biết thôi. Quan điểm con là cứ xem hết cho biết. Thậm chí đến tận nơi đi xem dự án, bảo bọn sale nó dẫn đi các thứ. Nhưng mà khi chưa biết ấy, và bọn con nhìn những cái thiết kế, bọn con cứ chê này chê nọ, hay là thấy cái này không phù hợp với cái này thì tận bếp nhỏ với kiểu. Bây giờ như ở nhà này mới hiểu ra là có những cái thiết kế nó phải như thế. Thì nó sẽ phù hợp ở điểm này, phù hợp ở điểm khác. Nó mất cái này sẽ đưa được một đường cái khác. Một phòng ngủ. Xong rồi nhà vệ sinh có một phòng nhà vệ sinh. Nhưng mà đấy anh thấy không? Xong kêu là có vấn đề gì đâu, có vấn đề nếu mà cần thì anh chạy xuống dưới nhà có chung cư đúng không ạ? Bảo là nhà riêng việc hai vợ chồng một nhà vệ sinh là đã hơi bất tiện rồi. Xong mỗi một lần nhà Vinh lên là 6 người lớn, 2 trẻ em mà chỉ có một nhà vệ sinh. Thì nó cực kỳ vô bất tiện đấy hả? Nhiều cá nhân và chuyển cơ. Xong lại còn nhà một phòng ngủ. Còn lúc nào mà có nhà Vinh mới là hay lên cả đông người. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo khẳng định nó rất là bất tiện. Vừa qua, công tác kiểu thế hả? Không có phòng riêng mà. Thuê này của con là mấy triệu một tháng? Ngược lại, cả quyết liệt hiệu quả, có sức gian đe lớn và cho chúng ta thêm nhiều kinh nghiệm hay. Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng qua từng bước đến nay gần như đã trở thành phong trào, thành xu thế không thể cưỡng lại được. Nhưng mà cái đợt Covid ấy con bảo, xong rồi bị con bị tạm hoãn hợp đồng lao động ấy, nó mất nguồn lương nguồn thu của con không? Rồi con bảo là anh thấy chưa? Cái này mà ngày trước mà đi mà mua nhà ấy, thì bây giờ là chết cứng ngay bởi vì không có tiền mà trả. Và một phát không có tiền trả lên lại. Chúng ta đã làm mất rất nhiều việc. Mà lúc đấy thì lại mỗi tháng anh đã phải ăn rất tiết kiệm rồi, không dư ra được một đồng nào cả. Xong anh lại còn bị lãi của tháng trước nữa thì em sao anh trả được? Cả cán bộ liên quan phải từng bước một. Nhưng trong khi làm, chúng ta vẫn có ý thức bảo là anh bộ thu nhập của anh tốt. Mà năm nay anh chưa có gia đình, mà năm nay anh 31 tuổi, anh mua một xe trả góp. Không có ngoại lệ, rất nghiêm khắc. Xong nhìn anh dân chị Hà cũng là sinh năm 88, 87 thì họ mới là có xe có cộ. Và có kết quả thật chứ không phải chỉ là xuông. Phải từ từ thì không thể. Bây giờ thu hồi được tiền tài sản, đây là một sự không phải chỉ có tốt bị tù mà sẽ lên. Cứ lần lượt từng kế hoạch một thôi, chậm mà chắc thôi. Bây giờ không có được một kế hoạch nào để kiếm thêm tiền nữa, chỉ có kế hoạch tiêu tiền. Là như thế, cho nên tại sao ra tòa bị xử mà người ta phải cảm ơn, xin lỗi. Ngày xưa bố mẹ có thể là mua nhà xưa. Vẫn giữ được cái bằng, vẫn giữ được cái tài khoản. Nhà nước và nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phân tích, chúng ta không trục xuống, không dừng, không nghỉ, nhưng cũng không quản hạn mà rất nhân văn. Vì sao làm được như vậy? Đó là sự cố gắng của toàn đảng, toàn dân, sự đồng lòng chính của cả xã hội, được nhân dân ủng hộ rất lớn. Nên có một tài khoản quốc tế là chủ trương của chúng ta đúng. Ban chỉ đạo hoạt động có hiệu quả, chưa bao giờ có ban chỉ đạo nhiều tầng nấc thế này, sinh hoạt đều đặn, nền nếp rất bài bản, nhuần nhuyễn, phân công rõ ràng trách nhiệm, có quy chế làm việc và có sự phối hợp giữa các cơ quan ngày càng nhịp nhàng, chặt chẽ. Tổng Bí thư Chủ tịch còn trăm người nhìn. Chúng ta là nhà nước pháp quyền, lãnh đạo của đảng, tốt, có sự phối hợp, cho nên rất cần có. Bao nay không nó nhắn tin nó trừ tiền của con nữa, chắc là đây là kim đấy sao? Quan tâm cần.